Thưa quý vị, phường Hòa Xuân cần năng động hơn trong phát triển kinh tế xã hội là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tại buổi làm việc của đoàn công tác Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố giám sát với phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn phường. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân phường đã tập trung lãnh đạo các ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2023. Trong đó, Ủy ban Nhân dân phường tập trung triển khai các giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Tổng thu ngân sách trên địa bàn phường đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 đạt hơn 8,6 tỷ đồng, đạt gần 30% kế hoạch giao. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân phường đã tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác quy hoạch, giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư. Với việc triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn phường, các quy trình giải quyết công việc, thời gian ra quyết định tổ chức triển khai thực hiện quyết định của tập thể Ủy ban Nhân dân, của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường diễn ra nhanh hơn, chủ động hơn nhưng vẫn đảm bảo các quy định thuộc thẩm quyền cá nhân. Ủy ban Nhân dân phường làm việc theo chế độ thủ trưởng, thực hiện đúng theo chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của cơ quan cấp trên và thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lưu Nguyễn Minh Triết ghi nhận các ý kiến, đề xuất của Ủy ban Nhân dân phường trong điều hành tổng thể hoạt động phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Đề nghị các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp thu các kiến nghị của phường, quận để có hướng xử lý, giải quyết kịp thời. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị phường cần có nghiên cứu đầu tư năng động hơn trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, qua đó góp phần tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm và tạo thêm nguồn lực cho phường. Trong đó đặc biệt phải chú trọng phát triển sản phẩm ô cốp, nên chọn trọng tâm trọng điểm để có hướng phát triển quyết liệt và có hiệu quả. Nói gì thì nói, tôi nhắc lại là cái nâng cao đời sống nhân dân để người dân ổn định cuộc sống vẫn là cái mục tiêu cao nhất, trong cái điều hành lãnh đạo. Cần cụ thể, ở phường là cái cấp thấp nhất rồi, thì cần cụ thể là cần thấy được cái hiệu quả. Cái gì cũng thế, mình thì rất nhiều lĩnh vực, mình cũng hay ôm đồm, cái gì cũng muốn xen vô một tí. Nhưng mà mình ít khi là mình xác định trọng tâm trọng điểm để mình tập trung cho ra sản phẩm, cho có kết quả. Thì cái này là đề nghị các đồng chí nghiên cứu thêm. Thứ gì là tập trung phải quyết liệt hơn, ví dụ như ô cốp cũng mới chỉ dừng lại, mới giao cho một đồng chí thôi. Chứ còn tuyên truyền, đeo bám, huy động nguồn lực, kết nối để hướng dẫn, để mà trở thành cái sản phẩm để thu hút nhiều người tham gia là mình cũng chưa thật sự quyết liệt lắm. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Hòa Xuân cần tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các đối tượng yếu thế, đảm bảo an sinh xã hội, tích cực truyền thông về chính sách mới đối với người dân, chọn nguồn lực để phát huy việc này, giúp người dân nắm bắt, hiểu và chia sẻ với chính quyền, tập trung quản lý trật tự đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, chú trọng cải cách hành chính và chuyển đổi số, quan tâm đầy đủ hơn, đúng mức hơn về đời sống văn hóa tinh thần cho người dân và tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa bản địa, quan tâm đầu tư xứng tầm, giữ bản sắc riêng của Hòa Xuân trong tình hình mới.